Chào cô chú, chào anh chị và chào các bạn. Trước khi vô cái đề tài ngày hôm nay, Nhật Thanh phải nói là mình không phải là bác sĩ, không phải là dược sĩ, không có liên quan gì tới ngành y. Nếu mà quý vị có vấn đề gì thì mình đi tham khảo bác sĩ của mình nha. Nhật Thanh chia sẻ đây chỉ là cái kinh nghiệm riêng của mình thôi. Thì cách đây 2 ngày mình chia sẻ cái video thì Nhật Thanh nói ô mình muốn bệnh rồi. Thì ngày hôm sau mình bị flu rất là nặng. Mình cơ thể của Nhật Thanh hầu như rằng á bị nhức đau nhức dữ dội. Quý vị biết mà, bệnh flu mà khi mà nó nhập vô cơ thể mình, cơ thể Nhật Thanh đau nhức dữ dội, hai cái chân mình thấy đau nhức nên mình đi không nổi luôn. Và cổ họng mình rất là đau mà chỉ trong vòng 2 ngày, hiện tại Nhật Thanh đứng ở đây nói chuyện rất là khỏe với quý vị. Mà quý vị biết rồi, cái bệnh flu của mình mà khi nó nhập vô cơ thể thì trị khá lâu, hơn cả tuần, nhiều khi nửa tháng hay là gần cả tháng mới hết, tùy theo bệnh trạng của mỗi người. Nhưng mà Nhật Thanh phải nói trong vòng 2 ngày cổ họng mình hết đau, cơ thể mình hết nhức và mình khỏe hầu như rằng 80%. Thì nguyên nhân ở đâu mà giúp cho mình hồi phục lẹ như vậy thì hôm nay Nhật Thanh muốn chia sẻ. Thứ nhất á, là mình vẫn uống thuốc nha, bệnh là phải uống thuốc thôi, chắc chắn là phải uống thuốc. Thì Nhật Thanh sử dụng thuốc Theraflu. Một á, là mình sử dụng cái chai nước, hai là mình mua cái bịch về mình pha uống. Thì chút nữa Nhật Thanh sẽ cho tất cả mọi người xem cái bịch thuốc đó. Và ngoài cái việc đó thì Nhật Thanh sử dụng tầng dày lá này. Tầng dày lá này phải nói khác, nó phải nói rằng tốt dễ sợ trong cái mùa bệnh này. Nhật Thanh nói với cái giọng thanh thao như vậy là nhờ cái tầng dày lá này nó giúp cho mình trị viêm cổ họng lúc đó anh. Mình nói thiệt, mình uống Theraflu 3 đô rồi nhưng mà cái cổ mình vẫn còn đau, chịu không nổi, quá đau đi với lại cái lỗ mũi của mình. Nhưng mà nhờ khi mà uống tầng dày lá vô, mình không ngờ rằng nó xuống, nó hạ xuống, giống như là nó dịu cái cơn đau của mình ngay lập tức. Và mình uống tới cái lần thứ ba tầng dày lá là cái cổ họng mình đã khỏe rồi, Nhật Thanh nói thiệt luôn. Và khi uống như thế nào, chẳng hạn như Nhật Thanh chia sẻ khá nhiều tầng dày lá là chắc chắn là quý vị biết rằng cái công dụng nó rất là hay, nó có nhiều công dụng lắm. Nó trị đàm, trị ho, trị viêm cổ họng, trị về giống như là đàm trong phổi rồi ăn không tiêu, có khá nhiều công dụng. Nhưng mà Nhật Thanh muốn chia sẻ ngày hôm nay cái chủ yếu của nó là trị về viêm cổ họng thường xảy ra vào cái mùa đông này. Thì khi á mình ngắt á thì Nhật Thanh luôn luôn ngắt những cái đầu ngọn lá này, tại vì thuốc á nó chủ yếu là nó nằm ngay cái đầu ngọn. Thì mình sẽ ngắt, mỗi lần xay á thì Nhật Thanh mình không nhai nha, tại vì khi mình nhai á thì mình có cái sự giới hạn mình rất là ít, nên lúc mà mình gì á thì Nhật Thanh sẽ ngắt khoảng chừng ba cái này rồi mình bỏ vô nước mình xay mình uống. Tầng dày lá này á thì Nhật Thanh chỉ trồng trong cái chậu nhỏ thôi mà nó mọc sum suê luôn. Tới mùa đông á mình á muốn dự trữ cái tầng dày lá này thì mình ngắt những cái đầu ngọn. Mùa đông sắp tới Nhật Thanh sẽ ngắt những cái đầu ngọn này, mình xay ra nhuyễn rồi mình bỏ vô trong cái ziplock bag, mình đè dẹp xuống, khi nào mình cần á mình chỉ ngắt từng khúc mình xay lại mình uống thôi, mình đông đá nha. Mình bỏ vô ziplock bag rồi mình đông đá để mình giữ được là hộp thuốc Theraflu mình mua thì ở trong xem Costco họ bán rẻ hơn. Một hộp á mà 24 count thì có 18 đồng mấy thôi, nhưng mà mình mua ở ngoài á họ bán có 6 bịch rồi mà nhiều khi á gần tới 10 đồng bạc lận, mà trong khi đây 24 bịch nha quý vị. 18 bịch là mình uống ban ngày và 6 bịch là ban đêm. Thì mình vô xem hay Costco họ bán rẻ nè. Trong đây có mấy hộp nhỏ. Nhật Thanh á, nếu mà mình mua ở quân riêng á, hôm bữa mình nhớ mình mua có hai hũ này, hai hộp này mà tới hai mươi mấy đồng luôn, mà trong khi mình mua 18 đồng mà được 4 hộp như vậy. Bởi vậy mình vô xem hay Costco mình mua rẻ và mình mua dự trữ để mùa đông á, nhiều khi gia đình mình
có ai bị bệnh đột ngột á thì mình có thuốc mình uống. Như từng giày lá sau khi Nhật Thanh rửa xong sạch như vậy thì mình đổ nước vô, mình đổ vừa thôi, đừng có nhiều quá. Như cái này á thì mình đổ chỉ có chút xíu nước như vậy. Và khi á, Nhật Thanh xay như vậy á, thì một ngày á, mình uống chỉ có 2 lần thôi. Mình uống ban ngày một lần và buổi chiều hay là buổi tối một lần thôi. Một ngày cũng như mình uống 2 lần. Mình á, xay xong thì mình nhớ lược lược nó qua. Tại vì nhiều khi mình uống cái xác không được á, thì mình lược. Phải nói mỗi lần Nhật Thanh bị bệnh á, hầu như rằng á, cơ thể mình yếu. Kéo dài một tháng, hầu như là hơn một tháng mới hết. Nhưng mà sau này á, Nhật Thanh biết kết hợp giữa thuốc tây và những cái cây cỏ trong vườn của mình, rau, thì bệnh tình của mình hết rất là lẹ. Bởi vậy sau khi Nhật Thanh sử dụng Theraflu rồi uống tầng dày lá này, một ngày mình uống 2 lần cái tầng dày lá này, và mình uống theo cái Theraflu người ta chỉ dẫn á, một ngày mình uống bao nhiêu thì mình uống, thì cái cơn bệnh của mình qua rất là nhanh. Nè, như bây giờ Nhật Thanh đã xay xong như vậy là mình sẽ uống. Thì ngoài cái việc kết hợp thuốc tây và uống tầng dày lá, thì cái cơ thể lúc mà Nhật Thanh bị nhức mỏi, đau nhức quá đi, mình chịu không nổi, thì mình làm sao? Thì mình thường thường ở nhà, Nhật Thanh lúc nào cũng vậy, mình luôn luôn có những cái hũ gừng nha. Hũ gừng mình ngâm với rượu, thì mình để giống như là trị đau nhức. Tại vì Nhật Thanh bị đau nhức hồi xưa tới giờ rồi, nên mình hay để những cái, mình ngâm những cái bình rượu này với gừng, để giúp cho mình khi mà cơ thể mình đau nhức mệt mỏi thì mình lấy ra mình xoa bóp. Thì lúc mà Nhật Thanh bị flu á, cơ thể đau nhất quá chịu không nổi, thì mình dùng những cái rượu ngâm gừng này mình thoa lên trên người á, thì nó khỏe ngay lập tức luôn, nó thông mà nó làm cho người cơ thể mình không có nhức. Bởi vậy Nhật Thanh thấy khá hay. Bởi vậy ở nhà mình nên có những cái hũ gừng ngâm rượu này mình để dành, để khi cơ thể mình đau nhức hay mình bệnh á, thì mình có thể thoa lên trên người. Thì thường thường á, Nhật Thanh thoa như thế nào? Một á, là mình chấm thẳng á, trong cái này mình xài luôn. Hai á, là thí dụ mình muốn sạch giữ cho cái hũ thuốc của mình, thì Nhật Thanh đổ ra một chút xíu ở ngoài cái dĩa, và mình dùng cái giấy nhà loại paper towel này thì nó cứng cáp hơn, thì mình chấm vô trong đây dễ cho nó thấm, mình dễ thoa hơn. Tại vì mình thấm vô trong tay á, mình thoa lên người nó không có bao nhiêu hết trơn, nó chậm lắm. Thì Nhật Thanh dùng cái này nè, rồi mình thoa lên trên người của mình như vậy, giống như là cái gân cốt chỗ nào mà mình bị đau nhất á, thì mình thoa lên, thì nó sẽ làm ấm những cái gân, cái mạch máu nơi đó, thì nó làm cho mình đỡ đau nhất. Thì nhà Nhật Thanh lúc nào cũng có ba hũ rượu này, hũ rượu ngâm gừng này hết. Mà cái hũ này á, thường thường á, mình ngâm càng lâu càng tốt. Mà nếu mà mình ngâm á, thì khoảng chừng khi nào mình có thể sử dụng được, thì theo Nhật Thanh á, thì mình ít nhất 2 hay 3 tuần mình hẳn sử dụng. Tại vì mình phải chờ cái gừng nó thấm vô trong cái nước rượu này thì mình mới sử dụng được. Cái này là rượu thuốc nên mình mới sử dụng được. Còn nếu mà mình mới ngâm có 1 tuần thì nó không có ra, nó không có hiệu quả bao nhiêu. Mà mình để ý, Nhật Thanh thấy á, mình càng ngâm lâu thì những cái thuốc này á, nó càng hiệu nghiệm. Bởi vậy lúc nào mình cũng ngâm sẵn. Và khi á, nào Nhật Thanh thấy ô, cái chai này nó gần sắp hết rồi, mình canh á, mình ngâm tiếp mấy cái chai kia.
Mà thường thường ở Nhật Thanh ít khi nào sử dụng lắm, trừ khi nào mà giống như là những cái cơ bắp của mình nó quá mệt mỏi thì Nhật Thanh mới sử dụng thôi. Rất hay nha quý vị, nó làm những cái cơ bắp của mình nó giống như mình đi đường, chân mình mệt mỏi, mình đứng không nổi, mình thấy cơ bắp mình yếu, không khỏe, mình thoa mấy cái này lên nó làm thông máu huyết, cái lưu thông rất là tốt. Thì hôm nay Nhật Thanh chỉ chia sẻ sơ về cái vấn đề này. Phải nói nếu mà mình biết kết hợp giữa thuốc tây và những cái rau củ quả trong vườn của mình trị bệnh thì Nhật Thanh thấy quá tuyệt vời đi, quá tuyệt vời. Tại vì 2 ngày trước nhìn mình giống như là con cá chết vậy đó, cá chết con mình nhìn thấy con rầu nữa. Nhưng mà hôm nay mình đứng đây mình nói chuyện thao thao bất tuyệt là biết Nhật Thanh hồi phục rất là lẹ, rất là lẹ, chứ không thôi là mình bệnh tới 1 tháng mấy luôn. Mà mùa đông này Nhật Thanh biết quý vị hay bị bệnh cảm flu này nọ kia thì mình muốn chia sẻ một chút xíu kinh nghiệm để cho mọi người giống như là mọi người lấy kinh nghiệm để xem mình nên giống như là khi mình bị cảm bị bệnh thì mình làm như thế nào. Và Nhật Thanh á giống như là mình cũng không có muốn lạm dụng trụ sinh nhiều quá nên Nhật Thanh giống như là mình trị bệnh khi nào mình chịu không nổi thì Nhật Thanh mới xài trụ sinh thôi. Thì Nhật Thanh muốn chia sẻ những cái gì ngày hôm nay, hy vọng rằng giúp ích được cho quý vị. Và thôi mình xin ngừng video đây, bye 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 mọi người nha.